Chào mừng các bạn đến với Subita Hải Dương. Hôm nay Subita Hải Dương giới thiệu và review cho các bạn một cây đàn acoustic với được chất liệu làm từ gỗ cẩm lai Ấn Độ. Đây là một dòng siêu kỹ, một dòng rất là đẹp và chi tiết tinh tế từng đường nét, được khảm chai, đường viền bo và hoàn toàn bằng mặt tốp và bằng gỗ thông chỉ già liền miếng. Đằng sau thì được tút cần và trang bị bộ khóa rất là đẹp, xịn sò áng, và được tút lưng và hậu bằng khảm chai cũng rất là tinh tế và đẹp. Dòng sản phẩm này trên thị trường có giá tầm khoảng 6 triệu đồng, nhưng tại vì mùa dịch Covid nên shop sẽ giảm giá với một sản phẩm model như thế này là giá là 4.700.000 đồng. Một cây đàn thực chất cho anh em đi shop chơi những quán cà phê, những sự cố lớn.